Ok. Thì xem cái tắt ứng dụng đi. Con này có tắt thế này. Xóa ứng dụng này. Rồi ok. Kiểm tra wifi. Ok, bắt về hết chưa? Ok, chạy đi. Cái này. Rồi, chú hô đi. 1, 2, 3. Đấy, con này ngon rồi. Lúc nãy con này chưa cài xong. Con này to đi. Mày nhỏ đi tí. Ok, con nào giật cũng được. Ôi, con đấy thì nó làm gì nữa. Con đồ phồn nó giật thế. Tí nó lại phải quay lại. Tại vì tí nó cái giá trị xong nó lại thẳng. Về vào làm tò mò nhé đâu. Con thấy con iPad này quay nó không có trúng rung. Mình giữ chán lắm. Ôi con này nhanh hơn, con này nhanh nhất. Con T20 này. V20 nhỉ? Mate 20. Thôi phết đấy. Chú là test cái speed test này mình khi nó chán lắm, nhưng mà cứ test đi, ông nào thích thì xem, có cái để mà xem. Con này chậm nhất à? Bom là chậm nhất à? Rồi nói bom này thì mấy ông fan của mấy phone ông người đã chết. Ui, chậm hơn một đạc luôn, chậm hơn một khúc luôn. Cái con tôi có năm cũng được tầm mấy điểm thôi, gần như khoảng 200.000 điểm thôi, tầm đấy thôi. Video này mất khoảng 6-7 phút, có khi đến 10 phút. Nhưng mà kệ thôi. Để xem cái độ giật của cái màn hình ấy. Slap. Con này slap mà. Ừ, con slap làm mấy bạn vào mà. Không giật. Có sao vui bây giờ luôn. Con này giật mà. Yếu. Nhưng con này vẫn chậm nhất. Đây các bọn này lại xóa phải save up play nhỉ. Để cho anh em được nhỏ phần mang ra so sánh cho nó vui vui nhỉ. Ấy đừng có rung. Ấy đừng có rung. Đừng có rung chân, ai rung không nhỉ? Rung rồi. À, rung bên kia đây. Ôi lâu thế mà cái tay. 4 phút rồi. Còn lâu. Và chẳng nhẽ chỉ chụp mỗi cái điểm thì nhiều khi mọi người lại bảo là nhỡ công cái không cùng thời điểm. Giờ được nửa, 52%. Quay dòng. Tôi cũng chậm nhất.
lúc nào cứ rung rung đùi nhỉ. Nên mình dựa à. Phải dọc. Đấy, cùng một bản đấy, phải cùng một bản AnTuTu này, 8.3.2 này. Chứng tỏ là quy vụt. Con này là chip gì nhỉ? Mấy thằng ừ không, chip mới là chip gì? Chip Kirin 980. 980 à? Đấy, anh cứ lấy video còn tí là anh sửa lại lời audio, lời đọc. Ừ, cũng xóa khai gốc audio gốc. Anh không quan tâm, anh cứ để thích kiểu này được mà. Ngoài làm video anh tua nhanh cái đoạn này, chiếu lấy cái điểm chính. Mình chỉ để mỗi cái đoạn đầu thôi, đầu để mà đúng cái wifi này với cái mấy cái này. Quê còn chồng cái nào nhỉ? Thằng này là vẫn lấy số này. Ô, phải anh nhỉ? Bộ nhớ lại ngon, nhưng mà RAM lại ngon hơn. RAM xong này, con này chưa xong này. Con này giờ lên CPU. Ghê đấy. À, đã vượt lên nhanh chưa? Ô, CPU thì anh lại vượt lên. Cho nên cái CPU vẫn quyết định nhiều thứ, đúng không? Kéo lên 80, 14 là lên 72. Tạo hình không? Vừa lên rồi. Dưới 35 mẹ gì, dưới 35 chip 845 mà yếu thế. Hoài nhảy anh ấy, như vô là nhảy anh ấy. Đùa hết rồi. Thôi, anh nghĩ là cái clip này cứ để nó thế này đi. Tại vì nhiều ông cũng có thể theo dõi phát hiện ra cái gì đấy. Chứ bây giờ mình tua nhanh đi phát là không có nhiều khi không phát hiện được đâu, đúng không? Tại vì clip chỉ khoảng tầm 10 phút mà cái gì đâu. Hôm nào quan tâm thì chỉ có theo dõi thôi chứ biết sao được. Thôi, ai muốn test cái này thôi, test cái này chán bỏ sư. Ủa trời này đẹp nè. Ô trời trời mát rồi này. Đi chưa? Đẹp nè. Kinh phết nhỉ. À, nhưng mà con mét này là sau đời với con năm chứ nhỉ? Mình cùng đợi. À, cùng đợi. Cùng đợi con 845 mà. Cùng đợi cái chiếc 845. Ôi, con V35 yếu thế thật. Ốc khỉ. Chán V35 thế. Tầm 10 phút thật. Cầm cái tay để run tay rồi đấy. Xong rồi. Xong. 9 rồi. Xong. Ui giời, đỡ thế đếch nào được. 345. Ôi chú ơi. Yếu mà anh. 345 thì đỡ thế đếch nào được.
cái mấy cái này có tầm 2.000 thôi, tầm 200 thôi. Cứ để nó màn hình sáng nhé. Con này vẫn ngon nhất. 345 nó bằng gần bằng V50 đấy. V50 nó chỉ tầm đấy thôi, tầm 400 thôi. Đây là về thứ hai. Đấy, 210. Đấy không? Hôm nay nó nhiều không? 210. Ôi, LG nhanh lên nào. Có nhiều cái quái là LG đẹp hơn một tí này. Em chịu này. Em chịu này. Thôi này, nhưng mà CPU nhé. À, GPU này. GPU con này là 74.000, cái này có 33.000. Con kia 100. Rồi, ok, thế này mọi người hiểu rồi. Ok nè.